Alo, hello, hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Trịnh Hà. Và Trịnh Hà tin chắc rằng ở đây cũng rất là nhiều bạn cũng như Trịnh Hà cũng không biết gì về những sản phẩm máy nước nóng. Nhưng mà qua clip này thì Trịnh Hà sẽ chia sẻ với các bạn bí kíp làm sao để chọn được một chiếc máy nước nóng phù hợp với gia đình của mình các bạn nhé. Máy nước nóng trực tiếp là loại máy làm nóng nước ngay lập tức mà không lưu trữ ở bình chứa. Khi nước chảy qua bình, sợi dây đốt sẽ làm nóng dòng nước trong vài giây để có thể sử dụng luôn. Chỉ cần mở công tắc rồi dùng là xong, phù hợp cho bạn nào có lối sống bận rộn như mình nè. Mà máy trực tiếp cũng được chia làm hai loại máy, có máy bơm trợ lực và máy bơm không có trợ lực. Nếu nguồn nước nhà các bạn yếu, nước chảy không mạnh và ổn định thì các bạn có thể cân nhắc mua máy nước nóng trực tiếp có kèm bơm trợ lực để tăng áp suất nhằm giúp dòng nước chảy nhanh và mạnh hơn giống như các loại máy mình đang dùng nhé. Còn nếu nguồn nước nhà bạn ổn định hơn thì cứ dùng máy nước nóng trực tiếp không dùng bơm nhé, vì loại máy này rẻ, không gây tiếng ồn với cả ít tốn điện năng hơn. Loại máy thứ hai mà mình được biết đó chính là máy nước nóng gián tiếp. Máy này được trang bị bình chứa nước dùng tích lớn, có đường ra vào riêng biệt, chỉ cần làm nóng một lần là có thể sử dụng được nhiều lần, tiết kiệm được điện năng tiêu thụ. Một máy nước nóng bạn có thể sử dụng cho nhiều khu vực như bồn rửa mặt hay bồn tắm, cũng có thể lắp đặt âm tường. Nếu nguồn điện nhà bạn yếu hoặc không ổn định, bạn nên chọn máy có công suất nhỏ thôi. Máy có công suất lớn sẽ phù hợp hơn với nhà có mạng điện ổn định, không sợ quá tải. Rồi, sau khi đã chọn được một loại bình nước nóng đúng với nhu cầu, lúc mua hàng thì các bạn nhớ kiểm tra bên trong bình chứa nhé. Bên trong bình chứa thường có thanh đốt, có một thanh chống ăn mòn bằng magie. Thanh magie này có tác dụng ngăn sự ăn mòn vào thành bình. Tuy nhiên, nếu không có thì máy vẫn hoạt động được. Thế nên, nhiều nơi có thể lấy riêng thanh magie ra để bán. Nhưng nếu bạn mua hàng ở trung tâm uy tín như Nguyễn Kim thì bạn có thể yên tâm vì điều này nhé. Các loại máy nước nóng hiện đại thường được tích hợp cầu dao chống rò điện ENCB. Cầu dao này có chức năng ngắt kết nối giữa máy nước nóng với mặt điện. Bất kỳ khi nào xuất hiện rò điện mà vô tình bạn chạm phải các phần màng điện, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi đi tắm vì ENCB sẽ hạn chế sự cố chạm điện bên trong máy, ngắt điện khi có sự cố, đảm bảo an toàn cho bạn cũng như phòng chống cháy nổ. Ngoài ra thì các máy nước nóng cũng được trang bị cảm biến nhiệt để đảm bảo dòng nước có nhiệt độ ổn định, duy trì ở 45 đến 55 độ C tùy theo công suất máy, không bị đốt nóng đột ngột. Khi nước nóng đạt đến ngưỡng nhất định thì rơ le sẽ tự động ngắt và khi nguội sẽ tự bật, đảm bảo an toàn khi dùng. Hồi đi mua máy này thì mình tìm mua loại máy có trắng men, dù giá của loại này cao hơn loại thường không trắng men, bù lại giảm thiểu được sự ăn mòn do các chất cặn tích tụ bên trên bề mặt, giúp cho tuổi thọ của máy cao hơn. Mình thì vẫn tin tưởng chọn mua các thương hiệu lớn như Ericsson, Panasonic, Centen, Electrolux, được bán tại các siêu thị điện máy lớn như Nguyễn Kim nè, đều là hàng chính hãng, chất lượng cao, đảm bảo hơn so với hàng trôi nổi trên thị trường. Bạn nhớ check thật kỹ mã vạch, tem bảo hành, xem có nhòe không, nguồn gốc xuất xứ ở đâu nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Trịnh Hà xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.